cứ đưa tay và chị Mỹ Linh nói cái bài đó tựa là gì ạ? Dạ hơi hoa quang để chị Mỹ Linh nói chứ. Ôi quê hương tôi, dạ không đúng anh Tim. Quê hương tôi của khắc biệt. Đúng không đúng luôn. Chiều quê hương không đúng luôn. Không biết em nói sao ta, em nói em được không vậy? À, vẫn chưa có đúng, bây giờ còn ai nữa mà. Nếu không em để dành lát để em đố lại em hát đi. Còn ai không biết, còn ai biết không ạ? Không phải không? Không thì thôi mình giữ lại kỳ tới đi nha. Dạ. Đó là nhạc phẩm khúc nhạc đồng quê của nhạc sĩ Văn Phượng. Xin một tràng pháo tay cho chị Bích Liễu.